Một trong những điều tuyệt vời nhất mà GoSe dành cho các nhà bán hàng của chúng tôi chính là bộ công cụ marketing miễn phí. Chúng tôi cung cấp cho bạn email marketing. Bạn được phép gửi email cho toàn bộ khách hàng của mình trên hệ thống của GoSe. Hoặc nếu như bạn đang có một tập khách hàng trên file Excel, bạn cũng có thể nhập file Excel này lên GoSe và sử dụng công cụ này của chúng tôi để gửi email cho toàn bộ khách hàng. Bạn có thể dễ dàng tạo ngay một email marketing về một sản phẩm mới hoặc là chương trình khuyến mãi đặc biệt. Bạn toàn quyền tùy chỉnh nội dung email marketing với từ ngữ, hình ảnh, video hay là chèn lên website để khiến email marketing thêm phần sinh động và tăng suất thuyết phục nhé. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho bạn tính năng tạo thông báo đẩy. Bạn có thể tiếp cận khách hàng ngay trên điện thoại của họ thông qua ứng dụng của bạn mà họ đã cài đặt. Và chắc chắn khách hàng không thể bỏ qua những cái chương trình siêu hấp dẫn về những cái sản phẩm mới, về những chương trình khuyến mãi, về những mã giảm giá mà bạn đã gửi cho họ. App thương hiệu riêng còn giúp khách hàng nhớ về thương hiệu của bạn mỗi khi họ lướt điện thoại. Bạn sẽ không bị giới hạn số lần gửi email hoặc là thông báo đẩy. Bạn sẽ không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào để sử dụng các tính năng trên vì chúng tôi đã tích hợp sẵn trong các gói Go Web, Go App hoặc là Go POS của chúng tôi. Nâng cấp gói ngay bây giờ để sử dụng toàn bộ tiện ích trên từ GoSale nhé!